Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Chicaview và chủ đề tìm hiểu các đơn vị hành chính tại Việt Nam. Trong video clip này, chúng ta sẽ đến với thị xã Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh. Trảng Bàng là một thị xã nằm ở phía đông nam của tỉnh Tây Ninh, sở hữu vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi để giao lưu phát triển kinh tế trong khu vực. Thị xã có diện tích hơn 340 km² với dân số hơn 160.000 người, thống kê vào năm 2019. Từ sau ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, tình hình kinh tế và xã hội tại đây có sự phát triển nhanh chóng, trong đó tập trung mạnh ở nhóm ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ. Về nguồn gốc tên gọi, Trảng là vùng đất thưa cây thân gỗ, chỉ có cây thân cỏ, vì nơi đây là vùng trũng là ngập nước. Bàng là loại cây cỏ dùng trong việc nang niệm và mọc nhiều ở vùng đất này. Khi người Việt đến đây sinh sống, thấy vậy nên gọi nơi đây là Trảng Bàng. Về vị trí địa lý, thị xã Trảng Bàng nằm ở phía đông nam của tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý như sau. Phía bắc giáp với huyện Bến Cầu. Huyện Gò Dầu. Huyện Dương Minh Châu. Phía đông giáp với huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương. Phía đông nam giáp với huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Phía tây giáp với tỉnh Ma Vét của Campuchia và huyện Bến Cầu của tỉnh Tây Ninh. Nam giáp với huyện Đức Huệ. Và huyện Đức Hòa của tỉnh Long An. Về địa hình, Trảng Bàng nằm trong khu vực địa hình bán bình nguyên phù sa cổ, đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ, chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống đồng bằng sông Cửu Long. Địa hình nghiêng dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam, chiều cao trung bình từ 1 đến 40m.
xã có 3 nhóm đất chính: đất sáp chiếm 76,6%, đất phù sa chiếm 2,6%, đất phèn chiếm 20,1%. Về sông Ngòi, có 2 sông lớn chảy qua là sông Vàm Cỏ Đông, chảy trong phạm vi thị xã dài 11,25 km, lưu lượng mùa lũ 40 m3 trên giây, lúc kiệt nước 13 m3 trên giây. Sông Sài Gòn chảy qua trong phạm vi thị xã dài 23,25 km, lưu lượng bình quân 59 m3 trên giây. Các phụ lưu của hai sông này chảy qua địa bàn thị xã như rạch Gò Suối, rạch Trà Cao, rạch Trảng Bàn, rạch Môn, rạch Cầu Thường Chùa. Nước ngầm ở Trảng Bàn khá phong phú, tập trung ở các xã phía đông. Riêng các xã phía tây, việc khai thác nước ngầm bằng đào giếng còn gặp nhiều khó khăn vì đất nhiễm phèn và dễ sụt lở. Về hành chính, thị xã Trảng Bàng có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 phường và 4 xã như sau. Phường An Hòa, phường An Tịnh, phường Gia Bình, phường Gia Lộc, phường Lộc Hưng, phường Trảng Bàn, xã Đông Thuận, xã Hưng Thuận, xã Phước Bình, xã Phước Chỉ, về lịch sử, dưới triều Nguyễn, phủ Tây Ninh thuộc tỉnh Gia Định có hai huyện là Tân Ninh và Quan Hóa. Các Trảng Bàng ngày nay thuộc huyện Quan Hóa, cùng với các tổng Mộc Hóa giáp bờ đông sông Vàm Cỏ Tây, Giải Hóa giáp bờ tây sông Vàm Cỏ Đông, tổng hàm Ninh Hạ, tổng Mỹ Ninh. Năm 1867, Nam Kỳ lục tỉnh chia thành 24 khu thanh tra, sau gọi là Tham Điện. Khu thanh tra Quan Hóa có Châu Thành, tức là thủ phủ, đặt tại Trảng Bàng, thuộc tổng hàm Ninh Hạ, nay là phường Trảng Bàng, nên còn được gọi là khu thanh tra Trảng Bàng. Từ đây, Trảng Bàng là tên gọi đơn vị hành chính cho đến ngày nay. Từ tháng 6 năm 1869 đến tháng 7 năm 1870, các thống đốc Nam Kỳ và quốc vương Campuchia Norodom I
tiến hành thương lượng đi đến hiệp định điều chỉnh biên giới giữa Nam Kỳ thuộc Pháp và Cao Miên Pháp bảo hộ, một vùng rộng lớn gọi là Vây Tiếp, Soi Tiếp, nằm giữa hai sông Vàm Cỏ, vốn là đất thuộc hạt Thanh Tra Trảng Bàng, thời đó là vùng rừng quan hóa xen lẫn các làng người Khmer, được cắt trả về cho Campuchia. Vùng này ngày nay gọi là Mỏ Vịt, thuộc tỉnh Spay riêng. Năm 1872, hạt Tây Ninh chia thành hai quận Thái Bình, huyện Tân Ninh cũ và Trảng Bàng, quan hóa cũ. Năm 1957, quận Trảng Bàng có quận lỵ đặt tại xã Gia Lộc. Năm 1961, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đổi tên quận Trảng Bàng thành quận Phú Đức. Năm 1963, chuyển quận Phú Đức về tỉnh Hậu Nghĩa và đổi tên cũ là Trảng Bàng. Sau năm 1975, giải thể tỉnh Hậu Nghĩa, sáp nhập quận Trảng Bàng và tỉnh Tây Ninh, cùng với hai xã Phước Lưu và Bình Thạnh của quận Phú Thiện, đổi quận thành huyện. Như vậy, Trảng Bàng có một thị trấn và 9 xã. Ngày 12 tháng 1 năm 2004, thành lập xã Hưng Thuận trên cơ sở 1.681 hectare diện tích tự nhiên và 2.636 người của xã Lộc Hưng, 2.606 hectare diện tích tự nhiên và 6.281 người của xã Đông Thuận. Ngày 17 tháng 5 năm 2016, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 432 trên QĐ gạch BCD về việc công nhận thị trấn Trảng Bàng là đô thị loại 4. Và ngày 28 tháng 12 năm 2018, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1709 trên QĐ gạch BCD về việc công nhận huyện Trảng Bàng là đô thị loại 4. Cuối năm 2019, huyện Trảng Bàng có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Trảng Bàng là quận lỵ và 10 xã. Ngày 10 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 865 trên NQ gạch UBTVH 14. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Theo đó, thành lập thị xã Trảng Bàng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Trảng Bàng, điều chỉnh địa giới hành chính xã Gia Lộc và thị trấn Trảng Bàng để thành lập hai phường có tên tương ứng, chuyển 4 xã An Hòa, An Tịnh, Gia Bình, Lộc Hưng thành 4 phường có tên tương ứng, hợp nhất hai xã Phước Lưu và Bình Thạnh thành xã Phước Bình. Sau khi thành lập, thị xã Trảng Bàng có 6 phường và 4 xã trực thuộc như hiện nay. Thị xã Trảng Bàng là cửa ngõ của tỉnh Tây Ninh với thành phố Hồ Chí Minh, gần các đô thị lớn, có tuyến đường quốc lộ 22, tuyến xuyên Á, tuyến đường cao tốc và đường sắt Hồ Chí Minh Mộc Bài, quốc lộ 14C, tuyến đường thủy sông Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông, khả năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nông nghiệp đô thị với các đặc sản nông nghiệp, nghề truyền thống, có nguồn lao động lớn, trẻ, chất lượng ngày càng cao, là thị xã nằm trong nhóm địa phương có sự phát triển kinh tế xã hội dẫn đầu của tỉnh Tây Ninh. Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi. Chica View chúc mọi người vui vẻ. Nhớ bấm đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video clip mới nhé. Xin chào và tạm biệt.